khoai quá. Còn bên này là dưa hấu nè, dưa hấu sọc, tại vì nó có sọc sọc. Lâu lắm mới gặp được cái ghe có treo cái bẹo, cái cây sào đó cô bác. Có cho cái ghe bán gì là ở bên đây thì treo bí nè. Cái chất chợ nổi là người ta buôn bán với nhau, phải không cô bác? Còn cái chợ nổi này là bán cho khách du lịch, thì thành ra cái chợ này giống như là cái khu du lịch chứ không có giống cái chợ nổi. Không, cái chợ nổi truyền thống là người dân buôn bán với nhau cô bác, ta trao đổi mua bán với nhau. Thay vì người ta mua bán ở trên bờ cô bác, thì cái đường giao thông ở đường thủy thì nó thuận tiện cho cái việc mua bán hơn, thành ra là người ta ngừng lại ở cái ngã ba ngã tư. Ví dụ như ở đây có cái ngã ba nè, thì người ta neo đậu ở ngay cái ngã ba này, thì từ bên kia ta đổ qua, ở đây ta đổ tới, đằng kia ta đổ lại, thì ta gom ra ngay cái ngã ba này, ta cắm sào, ta cuộn ghe, cuộn tàu lại với nhau để người ta buôn bán trao đổi với nhau. Rồi một số người ở trên bờ á thì người ta cũng xuống sông này, người ta để lấy hàng rồi đem lên những cái chợ ở bên trên, rồi người ta buôn bán ở chợ, có nghĩa là lấy sỉ ở đây đem lên bờ bán lẻ lại, vân vân. Rồi mình sẽ đem một vòng để cô bác mình tham quan. Ở đây là cơ sở sản xuất bánh kẹo Hai Nương, cái này cũng như là cái nhà riêng của người ta thôi. Ở đây là cơm truyền thống 25.000 đồng một gói cơm. Cơm truyền thống có nhiều loại chứ không phải là một loại, ví dụ như bánh hoa dừa, bánh mè sửng giòn 50k trên hộp, đường thốt nốt loại đặc biệt 85k trên ký, kẹo dừa sáp, bánh phồng ca 35k trên hộp. Cái này hình như kêu bằng cái chảo đụng hay gì nè. Bự đúng cô. Kẹo dừa không đường, có nghĩa là cho những cái người mà người ta ăn cử đường đó cô. Đũa chiên 30k, đũa ăn 60k, cà phê sữa dừa 120.000 đồng. Công nhận cái này người ta đúc rất là tỉ mỉ cô. Chữ mua cái nón gì đó ha, bó tay không. Trời ơi, nãy là mình tham quan cơ sở bánh kẹo ở trên đó cô bác, cách đây khoảng chừng 200m, trở dài xuống dưới đây là cái bến tàu. Tiếp tục tham quan sẽ thấy dòng chữ vườn sinh thái Tư Dũng. Ở đây là ấp Nhân Hưng, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Rồi sau đây thêm một vòng nữa để cô bác mình tham quan, thì từ đây trở ra sau là mình đến cái khu vực của vườn sinh thái đó cô bác. Xin đừng hái trái hái hoa, phạt 100k trên trái. Khu này vô tham quan chơi được, có nghĩa là cái người khách ở phương xa người ta lại đây người ta tham quan, coi miền Tây có cây trái gì thì ở đây gần như trái tùm lum hết. Người ta muốn coi thử mít thì có mít, muốn coi thanh long ở đây có thanh long, muốn coi xoài có xoài, muốn coi nhãn có nhãn. Người ta không cho hái nhưng mình xài được không? Cho chút sữa nè, có sữa. Đây cũng có trái nữa nè. Ông này vui tính quá ta. Hoa nè, hoa nhái. Nên người ta trồng đủ loại cây chứ để cho mình vào mình tham quan coi, chứ thật sự nếu như cái vườn mà trồng dậy gì thì nó không có nên tham. Thành ra bây giờ nó giao kèo lại, bây giờ nó sẽ vừa ăn phần ngọn và ăn phần rễ, rồi dắt này con người hết cách sống coi. Ôi khóc nữa, ông bụt hiện lên nữa, ai kêu ta đó. Có cầu khỉ nữa kìa, cầu khỉ tập đi cầu khỉ. Có chiếc cầu cây bắc ngang qua suối, cao thật cao không tay dính. Vừa con mà biết bơi mới sợ.
tuần nè, nhưng mà khách vẫn đông như vậy. Thì mình nghĩ nếu như cô bác nào mà muốn vui hơn nữa thì cô bác đi chủ nhật hoặc là thứ bảy chắc sẽ còn vui hơn nữa. Có nghĩa là các ngày người ta nghỉ, người ta đi chơi được nhiều. Mấy cái địa điểm du lịch là thường là gì, có những địa điểm du lịch mà mình đi ngay thứ bảy chủ nhật thì nó sẽ đông hơn ngày thường, tại người ta có thời gian người ta nghỉ rồi người ta đi chơi. Còn bữa nay đáng lẽ là cái ngày làm việc nè, cái người đi chơi có nghĩa là cái người không có làm việc hoặc là xin nghỉ việc đó, thì cái số lượng nó ít thôi. Mà nếu cái số lượng ít đó mà bữa nay cũng thấy nhiều nữa thì những cái ngày nghỉ thì co sẽ còn nhiều hơn nữa cô. Ở bên trong nè, ta cũng đang buôn bán đó, nhãn chôm chôm rồi nhân dân. Và những cái thì này cũng là những cái quán nè cô bác, ví dụ như ở đây là bánh xèo. Cô bác nào mà xây tàu xe gì, xây sóng hay gì đó thì đi cái này cũng hơi ngán. À. Đó là người ta bán trái cây nè. Cô này bán dưa hấu. Cô bác chịu khó nghe nhã zoom à. Ờ nhã zoom thì cô bác không thấy rõ, cái này khách nước ngoài. À. Ở bên trong này thì không có nhìn rõ chữ cô bác, hơi xa đó mình zoom lên đó. Hình như là cái địa điểm ăn uống gì nữa đó. Nhã zoom ra. Tài xế chắc này chở mình đi đâu, không biết có phải ông chở lại để mình ngắm một lần nữa hay là ông đi vô vườn rồi mình không biết. Tại vì mấy đầu trước mình đi là chỉ có tham quan chợ nổi thôi, có còn mấy địa điểm kia thì không có tham quan. Bán nước ngọt, Pepsi rồi nè. Đó. Tốt bụng quá ha. Đồ ăn thức uống rồi ta đem mình tặng nơi luôn. Mình ăn xong cái mình đi à. Ở đây không có. Nè, ông chú bán nước ngọt. Nước ngọt. Có treo cái bẹo kìa, lâu lắm mới gặp được cái ghe có treo cái bẹo. Có. Cái cây sào đó cô bác. Có cho cái ghe bán gì đó. Ở bên đây thì treo bí nè. Treo hả? Trời ơi. Quay cái
ở đây khúc mà không thấy ở đây khúc không thấy trong ghe nè. Ồ, bên đây mới đẹp nè. Quá sao bí luôn à. Dạ bí luôn. Bí bánh xe có từ tại nó giống như cái bánh xe gọi là bí bánh xe. À hồi giờ hôm qua nó là nói bí dầm răng gì đó, ăn bánh răng. Bí dẻo lắm nè. Chưa à. Ồ, ồ, con chó nữa kìa. Bỏ áo lên. Là khoai quá, còn bên này là dưa hấu nè, dưa hấu sọc, tại vì nó có sọc sọc. Ồ, ồ, trước cũng là dưa hấu nữa kìa. Dưa hấu. Đi có 6 người mà hết 3 người quay phim mà tội nghiệp hết trước cái đoạn. 3 người gửi. Cô quay trước đỉnh à. Vậy là hơn phân nửa là dân quay phim mà. Dưa hấu. Người ta dòng theo những cái xuồng này để người ta cập bến đó các bác, người ta bước lên cái xuồng này người ta bước lên bờ. Ở bên đây nữa nè. Cái cây. Quán ăn chợ nổi cá răng, hủ tiếu cá răng, cuốn riêu cua đồng. Ngược nắng rồi chắc cô bác rồi, có thấy đi mình cúp máy xuống đây cho dẹp thôi. Ở đây người ta bán ăn nữa nè. Thuyền hồng quốc linh chợ nổi cái răng. Trời ơi, sơn nguyên cái thuyền màu hồng hồng mà sốc quá ha. Ở cái này làm giống bằng tay đẹp nè, cái lan mà làm kéo nè. Ở trên à. Có cái bẹo ở trên. Đây hả? Khoai mì, khoai mì. Còn bên này là quán ăn. Trời ơi, vậy mà tưởng cái chỗ này bán cây kiểng không chứ. Quán ăn miền Tây Ngọc Ngọc Anh. Quán ăn Ngọc Anh. Sao quán ăn này nhìn thấy lịch sự quá, không, không ai ghé được. Mấy chỗ kia thì ghé đông rồi con. À, cái chỗ hủ tiếu quê tôi của mình kìa, hồi sáng kìa. Ghé nghẹt người chưa ha. À, hồi sáng hủ tiếu mình đây nè. Chỗ tham quan đầu tiên buổi sáng ở dưới chợ nổi nè. Nhất là trước này chút rồi. Là hủ tiếu nhà bè. Rồi qua các khu vực của chợ nổi rồi đó. Chứ là khách tham quan được 3 khách tham quan hả? Cũng có một cái ghe tham quan nữa nè. Cái này mình gọi ghe cũng được, gọi tàu cũng được.
là cái hình thức này đang phát triển, của phát triển tốt. Tại vì nguyên cái khu vực của Cần Thơ là có cái chợ nổi nè, mà mấy cái tỉnh lân cận thì cũng không có chợ nổi. Của ở dưới Hậu Giang là hình như có cái chợ nổi ngã bảy nữa mà không biết bây giờ còn hay không. Rất này còn tàu ghe La Gai nè. Nhưng mà đi trưa nắng mà nó hết vui rồi. Đi buổi sáng sớm rồi cô. Cái lúc mà còn ánh đèn le lói đó, mà người ta buôn bán này kia. Nhưng mà nếu như nói thật ra thì cái chợ nổi này nó cũng hơi gượng gạo chút xíu cô. Có nghĩa là đúng cái chất chợ nổi là người ta buôn bán với nhau, phải không cô bác? Còn cái chợ nổi này là bán cho khách du lịch, thì thành ra cái chợ này giống như là cái khu du lịch chứ không có giống cái chợ nổi. Không, cái chợ nổi truyền thống là người dân buôn bán với nhau cô bác, ta trao đổi mua bán với nhau. Thay vì người ta mua bán ở trên bờ cô bác, thì cái đường giao thông ở đường thủy thì nó thuận tiện cho cái việc mua bán hơn, thành ra là người ta ngừng lại ở cái ngã ba ngã tư. Ví dụ như ở đây có cái ngã ba nè, thì người ta neo đậu ở ngay cái ngã ba này, thì từ bên kia ta đổ qua, ở đây ta đổ tới, đằng kia ta đổ lại, thì ta gom ra ngay cái ngã ba này, ta cắm sào, ta cuộn ghe, cuộn tàu lại với nhau để người ta buôn bán trao đổi với nhau. Rồi một số người ở trên bờ á, thì người ta cũng xuống sông này, người ta để lấy hàng rồi đem lên những cái chợ ở bên trên, rồi người ta buôn bán ở tỉnh, có nghĩa là lấy sỉ ở đây, đem lên bờ bán lẻ lại, vân vân. Đó, thì cái chợ nổi là đúng chất là gì. Nhưng bây giờ thì nếu nói thẳng ra mà bán ở dưới này thì thấy nó cũng bấp bênh, nhiều khi không biết có khách hay không. Hiện tại thì thấy có khách đó cô bác ơi, nhưng mà không biết theo thời gian thì nó ra sao. Có nghĩa là có thể là nó sẽ không có bền vững. Còn bán ở trên bờ thì chắc có thể là nó sẽ bền hơn. Tại trên bờ thì bây giờ các phương tiện di chuyển giao thông xe cộ này kia thì nó thuận tiện hơn cô bác. Còn dưới sông á chỉ là mô hình du lịch thôi, chứ bình thường á nếu như không có khách du lịch đó cô bác, người dân mà đem đồ xuống dưới sông này bán là chắc là đem về ăn luôn á, chứ không có ai ở dưới sông này mua cô bác. Bây giờ buôn bán dưới sông là gần như là ở chỗ mình là hiếm lắm, chỉ trừ khi là bán cho những khách du lịch như vậy, người ta tới tham quan du lịch để người ta ăn uống thôi. Còn người ta mua đồ á là mua trên bờ, nó mua ở trên bờ. Địa điểm là vườn sinh thái. Để cho các anh này dẫn mình đi đâu. Ở đây có nhiều địa điểm tham quan lắm cô. Tại vì mình thấy mấy cái ngã rẽ có khách đi vô nhóc trơn, thì có nghĩa là có những cái điểm tham quan gì ở trọng. Nhưng mà có thể ở đây thì người ta dẫn mình một vài cái địa điểm. Ví dụ như cái tàu khác thì người ta dẫn cái địa điểm nó hơi khác khác. Tại vì mỗi chủ tàu người ta có cái ý riêng. Có nghĩa là người ta thích đi cái điểm đó, hoặc là điểm đó, còn chủ tàu kia thì người ta thích đi cái điểm nọ thì người ta sẽ dẫn khách đi theo những cái tiếng của người ta thích. Cái thứ hai nữa là người ta có liên kết với những cái địa điểm đó, có nghĩa là có quen biết với những cái địa điểm đó thì người ta sẽ đi địa điểm đó và bỏ những cái địa điểm khác, giả sử gì đó.
nó có bề ngang chắc cả hơn 100 mét, là cả 100, 120, 130 mét. Vua nước Sở một hôm lòng thanh thản, cởi long bào giá dáng một thường dân. Dân này cởi cái long bào cái này. Cái này cái hoàng bào. Dạ, lên lên nữa chú. Là đi tham quan. Dạ. Vườn trái cây hay gì đó. Cái lò lò gì? Lò. Để coi mình lên tới đây mình xem coi cái gì trên này. Chưa có chỗ đậu hay gì? Sao chú biết? Mày dính được rồi. Phải không? Hay là ta kiếm chỗ đậu đó. Không phải. Tại vì mỗi lần dính được mình là phải dùng số vàng cái nó lục bình nó trôi ra. Cái này không có chỗ, không có chỗ đậu. Bánh sáu dây nhỏ lòng tàu. Đến cái xuống là tắt hẳn lắm. Quay liên tục vậy mà sao không chịu máy nào chịu nổi. Quay thượt nữa vậy là một phim kịch. Không, cái máy đó là nó sống vậy là nó dữ dằn lắm rồi đó. Nó chịu thời tiết khắc nghiệt rồi đó. Còn hơn ở trong Phi nữa. Quay ba lô lên và đi. Đây là những cái tàu ghe, cái này là tàu ghe cá nhân nè cô. Thì nếu cô bác đi á, thì nếu như cái ý riêng khuyên cá nhân của mình á, thì cô bác nên mướn những cái ghe tàu cá nhân như mình đi vậy nè. Thì cái ghe này đi chắc khoảng được có 2, 4, 6, 8. Hả? Chưa biết đây chị đâu rồi. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Đi khoảng 2, 4, 6, 8, 9, 10 là đi khoảng 20 người đó cô. Cái ghe này đi khoảng 20 người. Còn mấy cái ghe nhỏ nhỏ này thì đi 4 người, 6 người hoặc là 2 người rồi dân dân. Thì tùy thôi cô. Nếu mình mướn những cái ghe cá nhân gì thì mình đi nó thoải mái hơn. Có nghĩa là mình bao trọn người ta. Mình bao trọn người ta đi theo cái ý mình đó cô. Còn nếu như mình đi theo tour thì người ta ghé điểm bao nhiêu phút đó người ta quy định là mình phải đi rồi. Dạ chưa, điểm này xong mình mới đi vườn. Coi cô, Vĩnh cô, điện ai? Thôi kệ, bỏ cô đó đi. Thôi, có dây, có dập ha. Cộng dây nha. Rồi, mình xây đây một vòng để cô bác mình tham quan. Ở đây là cơ sở sản xuất bánh kẹo Hai Nương. À, phía dưới sông. Trong cái răng phía dưới cô bác thấy là bên này là cái tàu của công ty, chỗ này là tàu cá nhân của mình thì cũng tương tự đó. Còn cái này cái tàu nhỏ hơn nữa đó. Rồi chắc này mình trở lên hoa gì mời không biết, quá đẹp ha, giống như hoa giả luôn á. Quá đẹp quá. Hoa gì đây? Giống cúc quá ha. Đây là cơ sở sản xuất bánh kẹo cô bác. Cô bác nào không sợ sâu răng thì mình vào đây mình tham quan mình ăn kẹo. Ở bên trong trước khi vào thì mình xây đây một vòng nữa cô bác mình tham quan phía trước sân. Cái này cũng giống như là cái nhà riêng của người ta cô bác. Đơn giản nhà. Gọn ghẽ sạch sẽ luôn. Ở phía bên trong nè, cái này cũng như là cái nhà riêng của người ta thôi. Ở đây là mật ong hoa tràm, mật ong với là nón, mật ong nón. Ở đây thì gọn gọn à, để mình xây đây một vòng nữa cô bác thấy. Sao đây có cái vụ đó phía bên trong này. Ở đây thì bề ngang khoảng 10 mét cô bác, còn bề dài là khoảng chừng 30 mét. Bán
cà phê sữa dừa 120.000 đồng, cà phê sữa dừa của một hộp vậy, cà phê sữa dừa thế cũng nhẹ nhẹ, chắc cũng khoảng 150-200 gram. Ôi ôi trái mặn, chắc mặn ăn phước hay gì mà trái bự quá. Nón rượu đế à, cái này giống y chang cái bình tông luôn cô á. Công nhận người ta in mấy cái này rất là sắc sảo luôn. Cái bình tông ngày xưa của lính bộ đội ngày xưa đó, người ta làm theo kiểu này nè. Ồ, công nhận cái này người ta đúc rất là tỉ mỉ cô á. Chữ rất là tỉ mỉ. Cái này có thể mua xài xong cái bắt đầu cái lấy đựng nước luôn. Này đồ chơi trẻ em. Trời ơi con Minion. Minion, cái xe Minion. Đồ chơi. Trời ơi tối nữa rồi ba ơi. Hết cái khu mua bán ở bên Hồng đó, mình xoay vòng cô bác mình tham quan ở phía sau của mình nè. Phía bên trong. Này người ta bán ăn ngộ ha. Khách Tây không ăn sầu riêng, đừng lấy sầu riêng, em nó sợ sầu riêng lắm. Này là cái chỗ làm bánh kẹo gì nè. Chắc người ta ịnh lên đây nè cô bác, ịnh dẹp dẹp cái bắt đầu người ta lấy cái này người ta sắc. Có thể người ta lấy cái này người ta sắc gì nè. Cái này hình như kêu bằng cái chảo đụng hay gì nè. Bự đúng cô bác. Ngang khoảng 1m2. Chảo này chắc bằng gan. Làm bánh kẹo ở đây. Đây là cái chỗ làm bánh kẹo, nhưng mà cái chỗ giống như là người ta trưng bày á, có nghĩa là cái cách làm là vậy, nhưng mà hình như đây không còn làm nữa cô bác. Thế ở đây khô gan sạch bon à. Cái này là cái motor để người ta quay trộn bột cái gì nè. Kéo cái này nè. Chấu. Cái này là cái bàn rằn. Cái bàn rằn để người ta rằn những cái vỏ chấu á. Nó sợ có cục và vô chụm nó không đều á. Cái này cái đồ trà, cái bằng gần hay gì nè. Cái lò nè. Đây có cái chảo đụng nữa nè. Ở đây là cơm truyền thống 25.000 đồng một gói cơm. Cơm truyền thống. Còn ở đây là kẹo dừa không đường truyền thống 30.000 đồng một gói. Kẹo dừa không đường, có nghĩa là cho những cái người mà người ta ăn cử đường đó cô. Người bị tiểu đường rồi dân dân không dám ăn đường thì người ta sản xuất những cái loại kẹo không đường. Dạ dạ. Dạ. Ở phía bên trong này. Đây ta làm bên này cô bác, còn bên hồi nãy là người ta trưng bày, ở đây mới làm nè. Cái
Ta sắc ra nè. So from the liquid, get it solid. So put it in the cake and press them, and then use the knife to cut them piece by piece. Rắc bột lên để cho nó không có dính. Và bên này mới là đóng gói. Người đóng gói nè. Bên này sắt, còn bên kia thì ngào. Yeah, just let it melt. Let it melt. I forgot. Sorry. No worries. Yeah, because if you're chewing, yeah. It's stick. It's sticking in your teeth. Đồ cái lưng. Xe đũa. Đũa chiên 30k, đũa ăn 60k. Đũa. Ly. Muỗng đũa. Thì ra một nước. Chị có con dừa dưới đỏ dưới hành có đường nha. Để với bạn á. Cái lạnh cũng khô ngon lắm. Về chặt cái dừa tôi để vô được. Thì nào nó cản xuống bạn. Cái này là bánh kẹo. Muối tôm Tây Ninh, bánh kẹo. Bánh đuông sữa. Gáp ra mít quá sát thơm luôn. Ở bên trong, ở đây là bánh kẹo nữa cô bác. Rồi đi vòng ở đây đó cô bác tham quan bánh kẹo, cái mình trở ra nha. Kẹo dừa không đường, 145k trên hộp. Đủ loại bánh kẹo ở đây chưa ha. Bán nhiều loại chứ không phải là một loại, ví dụ như bánh hoa dừa. Bánh mè sửng giòn 50k trên hộp, đường thốt nốt, loại đặc biệt 85k trên ký, kẹo dừa sáp, bánh phồng ca 35k trên hộp. Bánh phồng sữa 60.000 trên một sấp. Kẹo chuối gừng. Nói chung ở đây là bánh kẹo. Mua bánh kẹo thì mình ở đây mua cũng được. Mình thấy giá ở đây là cũng tương đối được đó cô, tại ở đây thuộc dạng cái vùng quê. Còn hồi nãy ở mình đi cái dãy kia là ngay cái dãy lộ cô, cái dãy lộ nhựa thì mình nghĩ là giá cả nó sẽ hơi cao hơn chút xíu. Còn ở đây là cái dãy nông thôn, cái đường nông thôn mà nó hơi khúc chút xíu thì mình nghĩ giá cả ở đây nó phải chăng hơn. Rồi mình xay đây một vòng nữa rồi rút đi hả cô á. Mít ở phía trong nè. Chút sữa. Khách trở xuống. Có nghĩa rác này khách về chứ không có khách đến cô. Là hơi trưa trưa đó, người ta đến thì ít. Chút sữa nè. Trở chút sữa nè cô. Đây cũng có trái nữa nè. Có cái tổ chim ở trên luôn kìa.
bên xăng là trồng cây vú sữa là giống cái cảnh xưa cô á. Ồ, trái ngóc trơn trong này của. Cô biết hoa gì không? Nhìn ngộ quá. Hoa nó hoa gì? Cái đá cây hoàng đế phải không chú? Không biết. Cây chuối, chú kiện không? Chú kiện hả? Không biết à. Con nhớ hình như cây hoàng đế gì nó bậy tao tự chứ. Cái cây đó đó. Ừ, cũng hơi giống giống mà cái trái lớn nó có cái đuôi mình dễ biết ha. Cái cây cũng giống luôn. Ở đây là cây dây vốn ngân hàng chị Tư ơi. Cây dây vốn ngân hàng. Cái cuốn nó có giống không? Phải nó không phải nó lái nó chằng lụi ra chằng lụi hả cái mùa ung xin trái nha bà con thôi thật à. Hai này hai con này chị Tư xin mà chưa đợi người ta chạy đồng ý chị Tư hết rồi. Chưa kịp trả lời. Cái đây là cái đường nông thôn có nghĩa là khách tham quan đường thủy, còn cái đường nông thôn thì vừa cái xe hai bánh chạy thôi. Nó cũng đầy đất hết trơn, không ai lụm làm trái này ăn không được. Nước ở bên trong chảy ra nè cô. Tại vì không ai lụm trơn là trái mù u ha. À. Rồi trái mù u chị Tư có đính chính rồi, trái mù u. Trái mù u. Ta nó nhánh mù u con bướm vàng không đậu đó. Câu ca từ thời thơ dại du sang. Cái này cái lá càng cua, nếu giống bông thì cái bông này càng cua. Càng cua hả? À, cái này chưa hiểu ý đồng đạo. Cái này không phải càng cua. Bông này kêu bằng hoa đột biến. Đột biến. Tại vì nó hai cái này nó đột biến vậy nè. Không phải càng cua phải giống càng cua mà. Đột biến chú. Một góc mà hai thân. Cái này càng cua nè. Không phải đột biến. Ồ, cái nhà thơ mộng ha, cho dê leo xung quanh cái nữa. Tất nhiên đột biến. Ví dụ cái màu này mà nó ra bên đây là một màu trắng hay là một màu xanh là cũng là đột biến luôn. Rồi xong, dắt này mình đi vườn trái cây hay gì đó. Là cái gì không? Cây vú sữa đó. Không phải. Chó đẻ, châu xanh. Tặng người yêu một cây. cây để tặng người yêu cây chiếc lợn. Diệp quái Diệp Hạ Châu. Đúng rồi. Nói tên nó bên Đông Y nó nghe đẹp lắm mà câu là trời ơi tưởng cái gì. Thôi giờ mình đi nè. Đi ăn trái cây. Đi ăn trái cây bà con anh. Anh đi hết rồi tới mình. Cái khẩu thuật quá. Chết vậy mình cái này mới học cái.
nước nó già 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 mãi á. Vẫn có chị ta ơi. Ở tàu đâu bao giờ cũng cái bên kế bên người người lái tàu cả. Nhìn. Có điểm tựa mà được chứ. Rồi rời bến, rồi giấc này trống lỏng luôn, buổi trưa người ta về ngủ cho. Rồi xây đây vòng nữa cho cô bắt mình tham quan ở phía bên trong cơ sở sản xuất bánh kẹo Hai Nương. Bên kia có nghĩa là ta có cái địa điểm nào đó người ta đăng ký để mà cho khách tham quan đến để mà mua sắm đồ dân dân đó cô. Rồi mình di chuyển đi. Mới sao không vợ rồi à, à. Không biết à, con biết đúng đấy. Cái Google có 6 á, mà gặp gió này là thôi bỏ luôn. Có cái máy tôi chống gió tốt nè. Ôi ôi, nữ du kích. Nữ chạy máy luôn nha. Trời ơi, cái khách Tây mà gặp nữ mà chạy vậy chắc người ta thích đó người ta. Vô giường mà nắng cái gì? Vườn sinh thái Tư Dũng. Ông chưa cởi áo khoa phao ra mà ta cởi cho còn ở nóng.
À, mua cái nón gì đó ha? Bó tay không? Trời ơi. Cái nón đó là nón của thiếu nhi mà. Cái cầu bằng sắt của. Ở đây có bật lên nè. Rồi lên tới trên nè để mình xem đây một vòng cô bác mình tham quan. Ở đây là cái bờ kè. Dưới sông hồi nãy là mình tham quan cơ sở bánh kẹo ở trên đó cô bác, cách đây khoảng chừng 200m. À, trở dài xuống dưới đây là cái bến tàu, tiếp tục tham quan cái khu vườn sinh thái Tư Dũng ở bên trong nè. Ôi bí hóa rồi lớn rồi bán vé số. Cô bác sẽ thấy dòng chữ vườn sinh thái Tư Dũng. Ở đây là ấp Nhân Hưng, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. À, có Facebook Vườn Sinh Thái Tư Dũng, Facebook đó cô bác. Cô bác có thể truy cập. Rồi trước khi vào thì mình sẽ xây ở đây một vòng nữa. Ở đây là cái đường nông thôn cô bác, nhưng mà bây giờ người ta hình như là xây được bê tông rồi nè, sạch sẽ rồi nè. Cái đường này có thể là người ta làm nối liền với cái cơ sở bánh kẹo rằng cô không biết chừng, tại vì cách khoảng 200m thôi, nhưng mà đường này mới làm được có khúc rồi. Ở phía bên ngoài nè, phía bên trong nè. Còn hai này còn nữa nha. Đến giờ giờ tới. Giờ giờ rồi, giờ giờ là tôi nhiêu đó. Còn mấy người kia không phải tôi, mình có hơi đồ bao, mình ở đây đó nè. À, đi xe đây dọn của các mình tham quan nha. Rồi rồi rồi, để vô để mình tính vé. Rồi rồi. Đó là có đàn ca tài tử. Rồi sau đây thêm một vòng nữa để cô bác mình tham quan, thì từ đây trở ra sau là mình đến cái khu vực của vườn sinh thái đó cô bác. Dạ, ở phía trước nè. Ở đây có trái cây gì không ạ? Ở phía sau có trái cây ạ. Có hai hàng xuống nhà không ạ? Mình cứ đi học em. Đúng rồi, xin lỗi em ạ. Trên này bà nhìn bà ngửi chứ bà không có được ăn. Mã đề hả? À, mã đề chị bí đái á. Con không biết à. Mã đề ở dưới nước thì con biết, còn trên cạn này con không biết. Mã đề. Cái loại trên cạn ha. Con biết cái loại dưới nước. Cái này chị bí đái á. Thôi con đái quá trời rồi. Cái đó rồi nó kìm không được. Đến xe đen vòng cô bác mình tham quan nữa. Ở đây có rất là nhiều những cái bàn ghế người ta đã chuẩn bị sẵn cho mình nè. Nếu mà đằng trước mà để cái bảng này là thôi rồi à. Xin đừng hái trái hai hoa phạt 100k trên trái. Làm này giống quy luật của nhà nước. Cái này giống như cái quy cái luật của nhà nước đưa ra. Mình đi kiếm trái cầu duyên. Chỉ tham quan. Mình cũng lời. Cái điều phạt chứ không phải là người cho mình lấy về tao phạt thôi, nhưng mà tao lấy lại. Cái phạt nó khác là cái. Giếm luôn hả? Vườn cái cây đúng là vườn cái cây vườn thái là cô cho hái ra cỡ thứ gì lại cái này cái vườn du lịch à? Ta đi là chủ yếu ta ham hái trái, ta vườn ta hái ra cỡ thứ gì. Nhưng mà cái này cái vườn du lịch, nếu như cái khu du lịch mà mình vô mình hái trái chân thì nó chửi lũi mấy người sau ta vô tham quan, ta không thèm tham quan nữa. Nó khổ vậy đó. Theo như vậy không đi là nào, nhưng mà chị giảm thiểu. Ví dụ ở ngoài là 2.000 kg, vô đây mẻ ra có thể là 3. Cái đó là cái vườn cá nhân chị Tư ơi. Có nghĩa là cái vườn ví dụ như vườn chôm chôm, vườn nhãn rồi dân dân á, ta cho mình vô tham quan một vườn một loại cây á. Còn cái này cái khu du lịch. Ở đây có
Ồ, cái trái gì vậy ta? Cái trái gì? Cái trái gì? Trái gì cô? Phải không? Cây cao đó đúng rồi. Ê, Mộng Hương. Người ta không cho hái nhưng mình xào được không? Ồ, ông này vui tính quá ta. Thank you. Cái ghe này có thôi nhưng mà ta làm bằng xi măng giống cái ghe thiệt quá ha. Không phải xi măng mà bằng mũ có thôi, người ta lắp bằng mũ. Đây cho em 100.000 bộ kìa. Ủa quá. Cái này là mặn. Mặn của ví dụ như ở đây là xoài, sau lưng là nhãn, dừa. Cái này là người ta trồng cho vui thôi, người ta trồng cho bích chịch để cho nó mát thôi. Coi lại gần đi. Lại gần coi cho cao. Cái gì đụng quá nhiều à. Mình đụng vô nó mẹ té mặt mình tâm nó. Đụng vô nó có cái này nè. Ồ, có cái cốc nữa đó cô. Trời ơi, cái cacao trái dữ thằng ta. Để mình lại trái. Trái hết hồn trái luôn. Ồ. 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 Chùm chùm cho nè. Cái cacao làm ra bột cacao phải không mày? Vậy là cái cao su làm ra bột cao su sao mình không có uống được? Ủa mình đi hình như nó ngược đường rồi ta. Mình đi thẳng lên sau luôn ta, chắc là mình đi ra rồi đi bọc vô hả? À, hoa này, hoa nhái. Ở đây người ta trồng đủ loại cây chứ, để cho mình vào mình tham quan coi. Chứ thật sự nếu như cái vườn mà trồng dậy gì thì nó không có nên thân. Nên người ta trồng nhiều cây để có cây này cây kia rồi tùm lum hết trơn để cho khách người ta tham quan á. Ổi, xài, mít, dừa gì đủ loại hết. Nói chung cái khu vườn này cũng rộng quá rồi. Khu này vô tham quan chơi được, có nghĩa là cái người khách ở phương xa người ta lại đây người ta tham quan, coi miền Tây có cây trái gì thì ở đây gần như trái tùm lum hết. Người ta muốn coi thử mít thì có mít, muốn coi thanh long ở đây có thanh long, muốn coi xoài có xoài, muốn coi nhãn có nhãn. Giả sử vậy đó thì người ta đi tham quan thôi. Đây cây nhãn nè. Ở đây thì bắp. Bắp nè. Sự tích quỷ đó. Con quỷ thì mỗi mùa mà người dân người ta thu hoạch đó cô ác, thì nó lấy phần ngọn, người ta ăn phần thân và phần gốc đó. Thì cứ như vậy hoài đó, thì người nông dân người ta làm ra lúa đó, thì tới kỳ lúa chín đó, thì con quỷ nó lấy hết, tại nó lấy cái đọt đó cô ác. Rồi bắt đầu cái người ta chịu hết nổi rồi, người ta đói khổ, người ta bỏ đi, còn số người còn lại thì người ta khóc than. Rồi ông bụt ông hiện lên, ông nói bây giờ giao kèo với con quỷ đi, bây giờ phải trồng cái giống mới, cái giống mới mà nó vẫn lấy cái ngọn. Thì con quỷ nó đâu có biết cô bác, nó tưởng giống như là cái cây cũ thôi, nhưng mà bây giờ người ta chuyển qua trồng khoai mì cô bác ơi. Khoai mì thì nó lấy cái ngọn toàn là lá không à, trong khi cái gốc cái thân á, thì con người hưởng. Dâu hả? Dâu vàng. Dâu này giống cây dâu của tôi này, trái chút nha, phát gầu gần chết luôn. Mà nó chua dữ dằn luôn, còn cây dâu này thấy tình trạng này nó cũng giống tương tự vậy đó.
Thì thành ra là khi người ta trồng tới khoai mì rồi đó cô bác ơi, thì con quỷ nó bó tay đưa nó cái đọt khoai mì ăn uống gì. Nhưng mà cái người dân á thì ăn được cái bộ rễ, tức là cái củ của nó đó cô bác, và cái thân. Thân khoai mì ăn không được nhưng người ta được cái củ đó, vậy là người ta thành công đúng theo cái dao kèo. Còn con quỷ mà cũng giữ uy tín quá. Tới cái mùa sau con quỷ nó mới phát hiện ra rồi. Bây giờ nếu như mình lấy cái đọt á thì cũng không được, bây giờ mình phải lấy cái gốc đi. Bông dừa này nha. Thì bây giờ nó nghĩ là cái con người bông dừa nè đen. Bông dừa hả? Cái dừa này ngủ, nó chỗ cái bông ngủ quá luôn. Bông đỏ đỏ đó ha. Ờ. Thì bây giờ là nó mới giao kèo là thôi bây giờ ta lấy cái rễ, cái rễ và cái đọt. Cái đọt là khi mình trồng lúa đó, trồng lúa và trồng khoai mì á, thì bây giờ nó nghĩ trồng hai cái giống đó thì đó mới xuất hiện hai giống đó. Thì bây giờ nó lấy phần đọt, nếu mình trồng lúa thì bị dính là bông lúa cô bác là nó hưởng. Rồi nếu như mình trồng khoai mì á cô bác ơi thì nó lấy cái phần rễ, tức là củ, thì nó cũng hưởng hết. Rồi con người thì trồng nếu như hai cái giống đó thì thôi mình ăn cái cây luôn chứ ăn cái gì vậy đó. Thì thành ra bây giờ nó giao kèo lại, bây giờ nó sẽ vừa ăn phần ngọn và ăn phần rễ. Rồi giấc này con người hết cách sống cô bác ơi, khóc nữa, ông bụt hiện lên nữa, ai kêu ta đó. Thì giấc này là cái ông bụt này, ông hiện ra, ông cho một thứ giống mới của bác ơi, gọi là bắp bắp này nè. Đó, thì bây giờ phần ngọn con quỷ nó ăn, phần gốc con quỷ nó ăn, phần giữa con người ăn, thì bắp á, thì nó có trái ở khúc giữa. Rồi. Thì cái cây bắp này mình kể tới đây thôi, tại tới đây là tới sự tích cây bắp rồi, còn khúc sau khỏi kể. Để đây mình diễn tả khu vực này cô bác mình tham quan, ở phía sau là ổi nè, mít nè, mận nè, ở đây là cây nhãn nè, ở đây là cây măng cục nè, ở đây là dừa nè, cốc này cốc Thái hay gì vậy mọi người? Mà mình có cái đi đâu mình mua cốc Thái về trồng đi. Cây không cao hơn khỏi đầu mình. Bảy con cây ở trước sân đó. Cái chút. Mà hiện tại chỉ nó bây giờ nó cao rồi. Nó giống như con giống như con vịt siêu trứng, con vịt có chút xíu rồi nó đẻ. Nào đi đâu mà gặp cái cốc Thái mua về trồng anh Pháp. Nó lùn mà nó nhiều trái. Ôi ôi bên kia là mấy cái trái cái gì ta? Trái bưởi đụng đất luôn rồi. Bụp ngộ quá ta. Bụp vậy tôi nói nhiều loại. Mà cái lá thì lá bụp là đúng rồi đó. Lá là nhìn ra bụp đó. Bụp nó nhiều màu. Thử ngắt cái lá là người ta bụp mình liền đó. Cái bông cẩm tú cầu. Hoa nhái. Trời ơi, cái này là bông nhái khô nè cô bác, đem về là trồng sống nè, để mình rứt cá đi, đem về trồng sống. Đó, hoa nhái. Hoa nhái. À, ở dưới là chèo xuồng đó, bó tay không? Chèo xuồng vòng vòng chơi nè. Rồi mình xây đen vòng cô bác mình tham quan, khu vực này cũng rộng ha. Thôi mình thấy là khu vực này cả khoảng 3-4 ngàn mét vuông đó cô bác. Có thể có hơn nữa. Ôi ơi. Người ta để cái xuồng sẵn nè. Trời ơi, gớt xuống dưới con cá liềm kìm nó ghĩa. À, ở đây là những cái vàng mướp nè cô bác ơi, vàng mướp. Trời ơi, tập chèo thuyền. À, đây. Thôi có cầu khỉ nữa kìa. Cái cầu khỉ nha, tập đi cầu khỉ. Có chiếc cầu cây bắc ngang qua suối, cao thật cao không tay dính. Rồi đi vào ở phía bên trong. Ở đây ta đang cắt cái nhà sàn đây nữa nè. Đó, ở trong là bông súng đồng. Nói chung cái khu này á, là những cái cô bác mà xa quê á, thì vào đây tham quan mà thấy cũng hay nè cô. À, là nó đủ loại cây trái chưa. Thì cô bác có thể mình xem cái mình nhớ là những cái cảnh quê, còn những cái chỗ khác đó, thì có thể người ta trồng một hai loại cây thôi.
thì mình chỉ xem ngắm được một vài loại thôi, còn này ta trồng được rất là nhiều loại. Cái này cũng giống như là cái khu bảo tồn cây trái miền Nam vậy, tưởng tượng vậy đi. Đưa con mà biết bơi mới sợ. À, xây đang dầm để cô bác mình tham quan. Ở đây là người ta đào những cái hệ thống ao này cô bác. Thứ nhất là để tưới nước cho những cái cây này. Thứ hai là người ta bỏ xuống những cái thuyền như vậy. Đó, những cái thuyền như vậy. Ha ha, bây giờ bơi đường đó về đi, còn mình xuống dưới tàu mình về coi ai về trước.